Vâng, xin kính chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn. Chúng tôi đang có mặt ở khu vực chùa Phúc Tâm thuộc khu Đông An, thôn Bổng Điền Bắc, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Đây là một di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Và trong thời điểm này thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ các hình ảnh của lễ hội Bổng Điền đến quý vị, anh chị và các bạn. Xin mời quý vị, anh chị và các bạn chú ý theo dõi. Yeah.
Bây giờ đã là 10:40. Thưa quý vị và các bạn, và giới thiệu đã về với chùa Phúc Tâm Đông An. Anh em hỗ trợ đưa ra cho bà chủ nhá, cho ông bà chủ đi rồi.